Mình kết bác chào anh em nhé. Đây hôm nay mình lại lên đón thằng bạn đều của mình ấy. Nó rình rình tư hôm qua đấy hôm nay. Thế là đêm qua đến gần trưa nay thì nó mới nổ con Hugo nhé mọi người nhé. Chắc là nhìn cái người kia thì nhìn cái thằng mặt thằng bạn đều của mình kia thì con cá sắp to bằng nó rồi. Bây giờ mình mọi người cùng xem nhé. Đây nó ở trong túi là dài to bằng cái túi luôn. Nó không đến đầu hai số đâu nhưng mà mười mấy cân là dư luôn mọi người ạ. Cá cũ, cá của đợt trước nhìn đẹp lắm. Nhìn sợ con cá kìa. Trời ơi, ta nói nó như nào. Ấy cho vừa nước chứ không mà con cá mười mấy cân cho vào nữa làm sao mà bê đi nữa được. Đâu lấy lên đây đi cho an toàn không đổ vào. Mời chỉ cần hứa mình cắm vào đấy. Đâu, bạn đều mang lên đi để con. Bạn đều ngay. Con cá này là số nó tận thôi chứ còn mắc cây như thế mà cá thì cứ nổi lên mà. Đấy chưa, tôi có nói dối ông đâu đấy. Nhìn bây giờ nó đổ ra là mới biết là con cá này. Cần gì mà Không phải con cá ấy. nó con gì mà nói dối anh em nhìn thấy phát ghê người luôn. Sợ nhỉ. Đấy, nó phải như thế Ui, này mọi người thấy không? Cái no. chân cái con cá thả làm gì nó có cái chuyện nó dài mà Đây. nó ấy như thế này ý, thế này. Đây. Xem người nó ôm kìa. Đấy, cho vào thôi để nó sống mang về mùng 3 mình nên. Nhưng bây giờ con cá nó cong này mày bây giờ mày phải làm kiểu gì cho nó có tí hơi để mới thở được chứ. Hả? Đâu? Không thổi hơi vào xong là mày buộc mỗi cái túm đéo được mang dây co lấy cái gì mà cuốn nó. Chết rồi đéo bảo ta lấy dây co đi à không được buộc thít nó luôn người ạ. Hy sinh quả túi luôn. Có hơi mà. Thôi buộc chết luôn đi. Xong đi nhanh lên đi lên kia mang đồ mang đĩa đây thôi không quay nữa em nhé. Cứ biết là con cá Hugo là thằng bạn đều của mình đã lôi ra khỏi cái hồ nong mò đây này. Đây hôm nay thì cũng có một ổ trong kia nữa phải không Nguyện? Ờ đấy chỉ có thế thôi. Thôi chào anh em nhé. Hôm nào anh em có thời gian thì đến ngay con hồ này mà gắp cái loại cá này ấy. Ai cũng đoán mò đoán non như kiểu đếm cua trong lỗ ấy. Nó còn cả đống dưới này này. Còn đây ấy, nhiều lắm. Có trình thì hãy đến gắp chứ còn không thì không phải vào câu 15-20 phút là lấy được nó đâu. Nó ngồi săn cả từ hôm qua đến nay đấy, được con Hugo này.